Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với Sun Studio. Và trong video lần trước thì mình đã gợi ý cho các bạn top những chiếc smartphone 4 triệu đồng cực ngon rồi. Còn trong video ngày hôm nay thì mình sẽ review cho các bạn top smartphone đáng mua nhất trong tầm giá đó là 5 triệu. Và không để các bạn đợi lâu nữa thì chúng ta hãy cùng bắt đầu ngay nhé. Của chúng ta ngày hôm nay đó chính là chiếc điện thoại Samsung Galaxy A50. Chiếc máy này có một thiết kế vô cùng là bóng bẩy cũng như là bắt mắt. Các góc cạnh thì được bo cong mềm mại, đem tới cho chúng ta cái cảm giác cầm nắm vô cùng là thoải mái. Galaxy A50 thì sở hữu hệ thống camera vô cùng là nổi bật với cụm 3 camera phía sau, bao gồm một cảm biến chính với độ phân giải đó là 25 MP, một cảm biến có độ phân giải đó là 5 MP và một cảm biến góc rộng có độ phân giải đó là 8 MP. Và trong khi đó thì camera selfie có độ phân giải đó là 25 MP với rất là nhiều tính năng hay ho khác và đem lại cho chúng ta cái trải nghiệm vô cùng là ấn tượng. Và không chỉ vậy mà chiếc máy này còn có một cấu hình vô cùng là mạnh mẽ với con chip xử lý đó là Exynos 9610, giúp cho chúng ta có thể xử lý rất là mượt mà cũng như là trơn tru mọi tác vụ từ cơ bản như là duyệt web, xem phim hay thậm chí là chơi những tựa game vô cùng là nặng. Và bên cạnh đó thì Galaxy A50 của chúng ta còn sở hữu viên pin với dung lượng đó là 4.000 mAh, có hỗ trợ sạc nhanh 15W cho khả năng sạc từ 0% cho đến 100% chỉ trong vòng 1,5 giờ sạc mà thôi. Và tiếp theo ở vị trí thứ hai, chúng ta có một sản phẩm đến từ nhà Xiaomi, đó là chiếc điện thoại Redmi K20. Đây là một chiếc flagship tầm trung sở hữu rất nhiều ưu điểm nổi bật từ thiết kế, cấu hình cho đến viên pin. Và cụ thể thì chiếc máy này có một thiết kế vô cùng là sang trọng với khung được làm bằng kim loại, mặt trước và mặt sau thì đều được phủ kính cong 3D, đem lại chúng ta cái cảm giác vô cùng là thoải mái cũng như là đầm tay khi mà chúng ta cầm nắm. Và màn hình thì có kích thước lớn lên tới đó là 6,39 inch với độ phân giải là Full HD+, sử dụng tấm nền đó là AMOLED cho chúng ta có được hình ảnh hiển thị vô cùng là sắc nét với màu sắc sống động và tươi sáng. Và không chỉ vậy mà chiếc máy này còn sở hữu cấu hình mạnh mẽ với con chip đó là Snapdragon 730. Và với con chip này thì các bạn hoàn toàn có thể dư sức để có thể chinh phục những tựa game đỉnh cao với dung lượng lớn một cách vô cùng là dễ dàng. Và không chỉ dừng lại ở đây, và chiếc máy này còn sở hữu một hệ thống camera nổi bật bao gồm camera chính đó là 48 MP, camera trước pop-up đó là 20 MP, đem lại cho chúng ta những cái trải nghiệm vô cùng là tuyệt vời. Và ngoài ra thì chiếc máy này còn được trang bị viên pin đó là 4.000 mAh và có hỗ trợ sạc nhanh 18W cho chúng ta hoàn toàn có thể thoải mái sử dụng suốt cả ngày dài. Và sản phẩm thứ ba của chúng ta ngày hôm nay đó chính là chiếc điện thoại Redmi Note 8 Pro. Một chiếc điện thoại được trang bị một cấu hình vô cùng là mạnh mẽ với con chip đó là Helio G90T đem đến cho chúng ta những trải nghiệm chơi game vô cùng là mượt mà. Và chiếc smartphone nhà Xiaomi này thì cũng là chiếc smartphone đầu tiên của hãng được trang bị hệ thống làm mát bằng chất lỏng, giúp làm mát cho bộ vi xử lý để chơi game. Và ngoài ra thì Redmi Note 8 Pro còn có hệ thống camera siêu khủng với cụm 4 camera sau bao gồm cảm biến chính đó là 64 MP, cảm biến góc rộng đó là 8 MP, camera macro chuyên dụng đó là 2 MP và cảm biến chiều sâu đó là 2 MP. Và bên cạnh đó là camera selfie 20 MP với rất nhiều tính năng làm đẹp bằng AI, hứa hẹn là sẽ không làm cho các bạn trẻ phải thất vọng. Và hơn nữa thì chiếc máy này còn sở hữu trong mình một viên pin với dung lượng lớn lên tới đó là 4.500 mAh, giúp cho chúng ta hoàn toàn có thể sử dụng thoải mái lên tới là 2 ngày, có hỗ trợ sạc nhanh lên tới là 18W, giúp cho chúng ta có thể rút ngắn thời lượng đáng kể khi mà chúng ta phải chờ sạc pin. Vị trí tiếp theo của chúng ta đó là một sản phẩm đến từ nhà Vivo, chiếc điện thoại Vivo Y19. Chiếc máy này có thiết kế thời trang và vô cùng là bắt mắt, màn hình tràn kích thước đó là 6,53 inch với độ phân giải là Full HD+, đem tới cho chúng ta không gian trải nghiệm cực kỳ là đã. Và Vivo Y19 của chúng ta thì được trang bị 3 camera khá là hầm hố ở phía mặt sau với độ phân giải lần lượt đó là 16 MP, 8 MP, 2 MP và cùng với đó là camera selfie 16 MP có tích hợp công nghệ AI hiện đại cho chúng ta có được khả năng nhận diện chính xác chủ thể cũng như là đưa ra những cái thuật toán làm đẹp tự nhiên nhất. Và không chỉ vậy mà chiếc máy này còn được trang bị một viên pin khủng lên tới đó là 5.000 mAh và có hỗ trợ công nghệ sạc nhanh giúp chúng ta có thể tạm thời quên đi nỗi lo về sạc pin hàng ngày cho chiếc máy này. Và ngoài ra thì chiếc máy còn sở hữu con chip đó là P65 vô cùng là mạnh mẽ, đi kèm RAM đó là 6GB, ROM là 128GB cho chúng ta có được cái không gian lưu trữ vô cùng là lớn. Và có thể nói là với Vivo Y19 thì mọi trải nghiệm của chúng ta đều trở nên vô cùng là tuyệt vời. Và ở vị trí cuối cùng của chúng ta ngày hôm nay, chúng ta có chiếc điện thoại đó là LG V40. LG V40 là mẫu smartphone cao cấp thuộc dòng V-Series với nhiều tính năng cao cấp. Trong đó nổi bật nhất đó là cụm camera 5 thấu kính đi kèm với một thấu kính mạnh mẽ.
LG V40 thì nổi bật với thân hình vô cùng là quyến rũ và hiện đại nhờ phần khung kim loại chắc chắn và kết hợp với đó là hai mặt kính cường lực cao cấp. Và không gian trải nghiệm trên chiếc máy này thì vô cùng là rộng rãi với kích thước lên tới đó là 6,4 inch với độ phân giải là Quad HD cộng và đi kèm với công nghệ đó là HDR10 đem lại chất lượng hiển thị thì vô cùng là ấn tượng với các khung hình sống động và sắc nét đến từng chi tiết. Và không những thế mà chiếc máy này còn được trang bị cấu hình khủng với con chip đó là Snapdragon 845 đem đến một cái hiệu năng vô cùng là mạnh mẽ, thỏa sức cho chúng ta có thể chơi các tựa game hit hot nhất hiện nay. Và đi cùng với 6GB RAM cho tốc độ xử lý nhanh hơn giúp cho chúng ta có được những cái trải nghiệm đều trở nên vô cùng là mượt mà và trơn tru nhất. Vậy là vừa rồi thì mình đã tổng hợp lại cho các bạn top những chiếc smartphone trong tầm giá đó là 5 triệu ngon nhất. Và các bạn thấy như thế nào hay là các bạn muốn sở hữu em điện thoại nào nhất? Hãy cùng nhanh tay comment ở phía dưới phần bình luận để chúng ta có thể thảo luận thêm nhé. Và đừng quên đó là hãy like, share và subscribe để ủng hộ cho kênh YouTube của chúng mình nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại!